cuốn sách Elon Musk, Tesla, SpaceX và sứ mệnh tìm kiếm một tương lai ngoài sức tưởng tượng. Đây là cuốn sách vẽ nên hình dung rõ rệt nhất về con người có khả năng thay đổi vận mệnh của cả nhân loại. Một chút tóm tắt ngắn về quyển sách này. Cuốn sách về Elon Musk tiết lộ những bí mật về tính cách xuất chúng và khó đoán, cùng những chi tiết đời tư đầy sóng gió của một trong những doanh nhân sáng tạo nhất hiện nay. Bản tóm tắt dưới đây sẽ khám phá lý do tại sao Elon Musk hạ quyết tâm cứu vớt loài người, tiến độ của dự án vĩ đại này tới đâu, cũng như những dự định sắp tới của người có lẽ sẽ trở nên giàu có và quyền lực bậc nhất trái đất này. Vậy cuốn sách này dành cho những ai? 1. Quyển sách này dành cho những người đam mê các ý tưởng điên rồ và cần động lực để bắt tay vào công việc. Quyển sách này cũng dành cho bất kỳ ai quan tâm tới các ngành hàng không vũ trụ, xe hơi và năng lượng mặt trời. Và cuối cùng, quyển sách này sẽ dành cho những người tò mò về Elon Musk. Đôi nét về tác giả của quyển sách. Ashley Vance là một trong những nhà báo công nghệ sáng giá nhất hiện nay. Là nhà bình luận giới kinh doanh Mỹ, ông đã viết cho các tờ báo lớn như New York Times, Bloomberg và Business Week. Và nội dung chính của quyển sách này. 1. Cuốn sách này có ích gì cho tôi? Bài học trên đỉnh thành công từ Elon Musk. Có rất ít doanh nhân nổi tiếng và được mến mộ như Elon Musk. Thành công trải dài trong nhiều lĩnh vực của anh, từ xe hơi điện đến du hành vũ trụ, đã đưa anh trở thành cái tên không ai biết tới. Nhưng điều gì khiến Elon Musk thật đặc biệt? Những phần tóm tắt dưới đây sẽ bật mí những mối quan tâm về đam mê của anh. Những động lực giúp anh trở thành tỷ phú như ngày nay. Chúng phát họa ham muốn độc đáo của Musk cứu vớt loài người khỏi sự diệt vong. Chính mục tiêu này đã tiếp năng lượng cho những công trình của anh về năng lượng mặt trời, xe điện, khám phá vũ trụ và dẫn đến thành công chói lòa mà Musk đã đạt được. Trong các đoạn văn dưới đây, bạn sẽ hiểu được tại sao Elon Musk lại cưới vợ, ly hôn, tái hôn, rồi lại chia tay người vợ hai của mình. Thế nào là một đôi chuột giao cấu vụng trộm lại khiến Elon Musk muốn đưa con người lên sao hỏa và Elon Musk đã khiến chiếc xe điện trở nên sexy như thế nào? 2. Cứu vớt loài người là động lực của Elon Musk. Thành công trong ngành công nghệ bền vững không phải là chuyện dễ. Rất nhiều nhân tài đã thử và thất bại. Tuy nhiên, Elon Musk, nhà sáng lập Tesla Motors, SolarCity, đã có thể thành công không chỉ một mà hai lần. Anh ta xoay sở ra sao? Bí quyết nằm ở cách anh ta nhìn thế giới. Musk không phải là một doanh nhân thung lũng Silicon hám tiền mà bạn vẫn nghĩ. Anh có một sự đồng cảm phổ quát vô cùng đặc biệt, nuôi trong mình sự quan tâm sâu sắc đến toàn nhân loại. Musk hành động vì mục tiêu duy nhất cứu chúng ta, loài người bằng cách tái định cư lên sao hỏa. Trong thế giới quan của Musk, trái đất rất dễ tổn thương bởi các tiểu hành tinh và cùng với nguồn tài nguyên này ngày càng cạn kiệt. Không còn là một ngôi nhà có thể ở lâu dài. Mối lo âu này không bao giờ rời khỏi tâm trí anh, ngấm vào anh, trở thành một mục tiêu nhất định phải hoàn thành, không gì lay chuyển được. Tất nhiên, mọi sự không phải lúc nào cũng mưa thuận gió hòa. Musk là người khét tiếng trong việc đặt ra các mục tiêu phi thực tế, giao cho nhân viên khối lượng công việc cực lớn và hay lăng mạ cấp dưới. Musk thậm chí có lần quét mắng một nhân viên chỉ bởi anh ta thay vì tham dự một sự kiện của công ty lại chọn ở bên cạnh vợ ngày sinh con. Musk đòi hỏi anh ta phải xem xét ưu tiên hàng đầu của mình nằm ở đâu. Musk nhìn công việc theo kiểu, hoặc là bạn cam kết 100% để thay đổi lịch sử loài người, hoặc là đừng làm. Dù yêu hay ghét, các nhân viên vẫn tôn trọng Musk vì tham vọng của anh. Họ biết nó sẽ đem đến thành công. Và anh cũng không phải là kẻ vẽ hư vẽ vượng. Anh hiện thực hóa nó bằng lịch làm việc hàng tuần dày đặc. Từ thứ 2 đến đêm thứ 3, Musk sẽ đi làm ở SpaceX tại Los Angeles. Sau đó anh đi chuyên cơ đến thung lũng Silicon để dành thứ 4 và thứ 5 cho Tesla. Rồi anh lại bay về Los Angeles. Không đời nào một người sẵn sàng sống như thế nếu không thực sự tin vào thứ họ đang làm. 3. Tuổi thơ không hạnh phúc của Musk đã hun đúc tính cách sáng tạo và tham vọng của anh. Nhờ ước mơ độc đáo và đầy nội lực, Elon Musk mới là một trong những doanh nhân thành công nhất thế giới hiện đại. Nhưng anh nhìn nhận bản thân thế nào và thế giới quan của anh ra sao? Mọi thứ đều bắt đầu với thời niên thiếu khó khăn của anh tại Nam Phi. Elon Musk thời bé hầu như không có bạn bè và không hợp tính với người cha của mình, Errol. Tuy vậy, khi cha mẹ ly dị, Musk đã chọn sống với cha để ông có người bầu bạn. Nhưng cuộc sống bên cha rất khó khăn. Ngoài những biến cố trong gia đình, Musk thường xuyên bị bạn cùng lớp bắt nạt. Một lần bị đánh nặng tới mức phải nghỉ học một tuần liền. Để trốn thoát hiện thực, Musk vùi đầu vào sách và học hành. Sở hữu trí nhớ như chụp ảnh, Musk có thể đọc 2 cuốn bách khoa toàn thư và ghi nhớ mọi thứ.
The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, tạm dịch là cẩm nang du lịch giá rẻ tại ngân hà, ảnh hưởng sâu sắc tới Musk. Nó khiến anh ta nhận ra rằng trả lời câu hỏi thì dễ, nhưng hỏi đúng câu cần hỏi thì khó hơn nhiều. Ngay từ thời niên thiếu, Musk đã bắt đầu suy ngẫm những câu hỏi làm sao để mở rộng và cải tiến nền văn minh nhân loại. Tới khi bắt đầu học phổ thông, anh đã có những quan điểm rõ ràng về các vấn đề như năng lượng mặt trời, khám phá các hành tinh khác, giao dịch không cần tiền giấy và tên lửa vũ trụ. Anh cũng có máu kinh doanh từ sớm khi bán trò chơi điện tử đầu tiên của mình, Plasta, với giá 500 đô khi mới 12 tuổi. 4. Sự tự tin và quyết tâm của Musk lớn mạnh hơn khi học đại học. Năm 1988, Elon Musk quyết định không theo nghĩa vụ quân sự ở Nam Phi. Vì vậy, anh rời quê nhà. Mặc dù mong ước được sang Mỹ, Musk sang Canada trước tiên. Năm đầu của anh rất khó khăn vì phải chuyển giữa các nhà của những người họ hàng và làm nhiều việc làm thêm kỳ cục như đốn củi. Sau đó anh nhập học tại Đại học Queen's, nơi mà sự tự tin của anh bắt đầu vút bay và cá tính bắt đầu được định hình. Musk trở nên tham vọng ở đại học hơn nhiều trường cấp 3. Anh tham gia các cuộc thi hùng biện, nghiên cứu kinh doanh và thậm chí còn tán đổ cô nàng trong mơ của mình, Justine Wilson, người sau này trở thành vợ đầu tiên và mẹ 6 đứa con của anh. Tình yêu của họ thật lãng mạn và đầy kịch tính. Khởi đầu, Wilson không một chút quan tâm đến Elon Musk, nhưng anh không chấp nhận câu trả lời không. Khi đợi cô trong buổi hẹn đầu tiên tại một tiệm kem, anh tìm ra lớp cô đang học và hỏi bạn của cô vị kem mưa thích nhất của cô là gì. Sau đó anh xuất hiện cùng hai chiếc kem rắc hạt sô-cô-la. Chiến thuật thành công nhờ quyết tâm này là một đặc điểm đặc trưng trong mọi lĩnh vực của cuộc đời Musk. Sau 2 năm tại Queens, anh chuyển tiếp sang đại học Pennsylvania và tiếp tục phát triển. Khi sống gần gũi hơn với các bạn khoa lý của mình, Musk đã kết bạn với những người mà sau này đã trở thành những mối quan hệ đầy giá trị, không chỉ về đời sống cá nhân mà còn cả về tiền bạc. Musk và Doreshi, một người bạn tốt, chủ trì những bữa tiệc đại gia tại căn hộ 14 phòng ngủ họ thuê. Thu phí tham dự là 5 đô và Musk luôn nghiêm trang và tỉnh táo trong suốt buổi tiệc, thu về hàng đống tiền. Thậm chí có một đêm đôi bạn thu được số tiền đủ để trả tiền nhà cả tháng. 5. Startup đầu tiên của Musk biến anh thành triệu phú dotcom của thung lũng Silicon. Chân ướt chân ráo ra trường và ham muốn nhảy vào cơn sốt dotcom bấy giờ, Musk khởi sự công ty đầu tiên của mình. Năm 1994, Musk và anh trai sáng lập Global Link Information Network, sau này đổi tên thành Zip2. Mục tiêu của họ là giúp các doanh nghiệp còn đang hoang mang về Internet bước chân lên mạng đầu tiên. Rất ít doanh nghiệp nhỏ hiểu được những tác động của Internet. Họ không biết làm sao để bắt kịp xu thế mới và không thấy nhiều giá trị khi quảng cáo trên mạng hay có một trang web riêng. Ban đầu mọi thứ khá khó khăn. Hai anh em làm việc rất vất vả nhưng vẫn chưa tìm được khách hàng. Họ bị từ chối nhiều lần, trong đó có một khách hàng trả lời nhã nhặn nhất rằng Internet là thứ ngu ngốc nhất mà họ từng nghe tới. Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi Mo Davido Ventures, một công ty đầu tư mạo hiểm, rót tiền vào startup này của Musk sau khi bị ấn tượng bởi năng lượng và quyết tâm của Musk. Họ hạ chức Musk và thuê Rich Sorkin làm CEO. Và khi tiền bắt đầu chảy vào, họ thuê các kỹ sư tốt hơn, thay đổi và rút ngắn phần lớn mã lập trình cồng kềnh ban đầu. Musk sau tất cả cũng là một lập trình viên nghiệp dư. Tuy nhiên, Mo Davido cũng cải tổ lại cấu trúc công ty và phát thảo các mục tiêu thực tế hơn. Jim Ambras, phó giám đốc kỹ thuật tại Zip2, biết rằng một công việc thường cần phải mất đến 1 hoặc 2 ngày thì Musk sẽ nói nó chỉ nên được hoàn thành trong 1 giờ. Khi Musk nói cần 2 ngày là xong, trên thực tế sẽ mất 1 đến 2 tuần. Cuối cùng, vào tháng 1 năm 1999, công ty sản xuất máy tính Compaq Computer ra giá 307 triệu đô tiền mặt để mua Zip2, nhưng Musk chưa bao giờ nghĩ đến việc ở lại Compaq và đã nghĩ về những dự án mới. Anh muốn trở thành một CEO thành công. 6. Thua cuộc chiến với PayPal khiến Musk có trong tay vài triệu đô. Musk với số tiền kiếm được tham gia vào các câu lạc bộ của các đại gia. Anh mua một chiếc xe thể thao McLaren, một chung cư, một chiếc máy bay nhỏ. Nhưng khoản tiền còn lại được đổ hết vào dự án tiếp theo của anh, XCOM. Ngày đó mọi người vẫn còn ngần ngại khi mua hàng online, chứ chưa nói đến chuyện sẵn sàng sẽ chia sẻ những thông tin tài khoản ngân hàng. Nhưng bằng cách hợp tác với Barclays, Musk đã xây dựng thành công XCOM như một trong những ngân hàng online đầu tiên trên thế giới, được đảm bảo bởi hãng bảo hiểm FDIC và ba quỹ đầu tư cho các nhà đầu tư lựa chọn. Mọi việc khá suôn sẻ.
Nhưng dần dần, đối thủ lớn xuất hiện. Max Levchin và Peter Thiel cũng đã nghiên cứu hệ thống trả tiền của họ tại Cofinity trước khi tạo ra phiên bản PayPal đầu tiên. Sau một cuộc chiến ngắn vào tháng 3 năm 2000, hai công ty quyết định sáp nhập. Một bên thì có sản phẩm hấp dẫn hơn PayPal, và một bên thì có tiền và các sản phẩm ngân hàng ưu việt. Vì vậy, gộp lại là một cũng là một điều hợp lý. Nhưng Musk sớm bị cho ra rìa tại chính công ty của anh một lần nữa. Hai tháng sau khi sáp nhập, CEO nghỉ việc, Levchin cũng dọa sẽ làm thế. Musk bị đặt trong tình cảnh đứng đầu một công ty bị chia rẽ. Mặc dù hầu hết đồng nghiệp của anh thích PayPal, Musk lại nhất quyết phát triển thương hiệu Xcom. Trong khi đó, hệ thống máy tính lại thường xuyên gặp sự cố và trang web thì sập hàng tuần. Tiếp theo đó là một trong những cú đảo chính xấu tính nhất trong lịch sử thung lũng Silicon, khi Musk và vợ anh Tristan đặt chân lên vé máy bay để tận hưởng tuần trăng mật mụn màng của họ. Các giám đốc triệu tập hội đồng cổ đông và mời CEO trở lại vị trí CEO và truất quyền Musk. Cuộc đảo chính thành công và Musk rời công ty với tư cách cố vấn. Công ty đổi tên từ Xcom sang PayPal và cuối cùng được bán lại cho eBay vào tháng 7 năm 2002 với giá 1,5 tỷ đô. Musk lãi ròng 205 triệu đô, đủ để biến giấc mơ hoang dại nhất của anh thành hiện thực. 7. Lòng quyết tâm dẫn Musk đến một mặt trận khác, ngành hàng không. Sau sinh nhật tuổi 30 vào năm 2001, Musk quyết định rời đấu trường khốc liệt. Anh định cư về Los Angeles, ngay trung tâm của ngành hàng không. Musk đã luôn nghĩ đến chuyện bước chân vào ngành này. Cùng lúc đó, hội sao hỏa Mars Society đang xây dựng kế hoạch để kiểm tra tính khả thi của việc đưa con người lên sao hỏa bằng cách đưa một đôi chuột lên quỹ đạo. Musk nghĩ kế hoạch này khá tốt, cải tiến duy nhất anh nghĩ sẽ là đưa chúng thẳng lên sao hỏa. Cuối cùng kế hoạch bị vỡ, nhưng nó không ngăn cản Musk bước vào ngành hàng không. Anh chọn khởi đầu bằng cách xây dựng cái tên lửa giá rẻ vào tháng 6 năm 2002. Space Exploration Technologies SpaceX ra đời với sứ mệnh tương tự hãng hàng không giá rẻ Southwest Airlines nhưng trên vũ trụ. Vào thời đó, gửi 500 bao hàng có giá khởi kiện 30 triệu đô. Falcon sẽ chở 1.400 bao hàng chỉ với 6,9 triệu. Có lẽ không ngạc nhiên cho lắm khi đòi hỏi của Musk quá phi lý. Lộ trình ban đầu của anh dự đoán sẽ hoàn thành động cơ đầu tiên vào tháng 5 2003, động cơ thứ hai vào tháng 6, thân tên lửa vào tháng 8 và mọi thứ được lắp đặt vào tháng 9. Lần phóng số 1 được cho là sẽ diễn ra vào tháng 11, chỉ 15 tháng sau khi thành lập công ty. Tất nhiên, SpaceX cần 4 năm để phóng thành công tên lửa đầu tiên. Mặc dù Musk không thích cảm giác không có một kế hoạch tấn công rõ ràng, anh hiểu rằng vạn sự khởi đầu nan và thất bại là mẹ của thành công. Nhưng trên thực tế, hầu hết các lần phóng đều thất bại. Anh biết chỉ 9 trên 20 lần phóng Atlas thành công, vì vậy thất bại là chuyện thường thấy. Nhưng, cho dù bất cứ khó khăn nào, anh cũng quyết dành dùng mọi kỹ năng của mình đảm bảo SpaceX phải thành công đến cùng. Đam mê và động lực của anh là niềm cảm hứng làm việc cho nhiều người. SpaceX trở thành công ty thương mại đầu tiên đưa tên lửa Dragon lên vũ trụ và quay trở lại trái đất an toàn sau khi hạ cánh trên biển. Công ty tiếp tục phát triển theo những cách đáng ngạc nhiên như chúng ta sẽ thấy trong các phần tóm tắt tiếp theo. 8. Dưới trướng của Musk, Tesla Motor đem đến một tương lai cho xe điện. Xe hơi điện thường có danh tiếng đáng hơn. Chúng chỉ là con tép so với những nhãn hiệu công suất lớn như Jaguar và Ferrari. Nhưng nếu bạn từng nhìn bất kỳ dòng xe Formula E, bạn sẽ biết mọi chuyện đang thay đổi. Có một người đang quyết liệt đưa dòng xe hơi điện trở nên cool và đáng mơ ước hơn bất kỳ ai, đó chính là Elon Musk. Musk giúp thế giới nhận ra công nghệ xe điện vô cùng thú vị và luôn luôn cải tiến. Mọi chuyện bắt đầu khi Strobel và chính ông cũng không biết Martin Eberhard và Mark Tavernier đều đang sáng chế những chiếc xe điện có thể chạy bằng pin lithium. Vào mùng 1 tháng 7 năm 2003, Eberhard và Tavernier sáng lập Tesla Motor, Strobel sau này tham gia. Ý tưởng của họ là thuê lại công nghệ mà hãng AC Propulsion phát triển để trang bị cho chiếc Trezor, một chiếc xe hoàn toàn chạy bằng điện có thể tăng tốc nhanh hơn con Ferrari, cùng dùng khung máy chiếc Lotus Elise cho phần thân. Nhưng các nhà đầu tư mạo hiểm không rót vốn và không nhìn thấy triển vọng gì ngoài bản hoàn thiện sập sệ của chiếc Zero. Tuy nhiên, Musk đã chọn đầu tư 6,5 triệu đô, trở thành cổ đông và chủ tịch duy nhất. Anh nghĩ rằng dự án có thể cách mạng hóa xe hơi điện, khiến chúng trở nên phổ biến và hiệu quả, và thế giới sẽ bớt ô nhiễm hơn. Mặc dù có khởi đầu khá chậm rãi và không gây tiếng vang lớn,
Tesla dần dần trở thành một thành công lớn. Vào giữa năm 2012, dòng sedan Model S của Tesla đã thay đổi ngành giao thông mãi mãi nhờ truy cập Internet liên tục và một cảm biến giúp người lái có thể bật động cơ mà không cần chạm đến một nít. Nó được mọi người biết đến với cái tên một chiếc máy tính có bánh xe. Vào tháng 11 năm 2012, Motor Trend xướng tên nó là mẫu xe của năm, và sau đó Consumer Reports đánh giá chiếc xe có điểm cao nhất trong lịch sử của mình, 99 trên 100 điểm, tuyên bố rằng đây có lẽ là chiếc xe tốt nhất từng được chế tạo. Người Mỹ chưa bao giờ chứng kiến một công ty xe nào thành công như thế khi Chrysler xuất hiện năm 1925. Thành quả này thật khá bất ngờ, vì thường giới thung lũng Silicon hiếm khi tham gia vào ngành ô tô. Musk thậm chí còn chưa bao giờ sản xuất xe hơi trước đây. Nhưng khi ta xét đến mức độ quyết tâm của Musk, kết quả này cũng không đáng ngạc nhiên cho lắm. 9. Từ SolarCity đến Tesla, công ty đầu tiên của Musk đều có sứ mạng chung. Quyền lực của Musk khởi nguồn từ đồng thời 3 dự án SpaceX, Tesla và SolarCity, bởi vì cuối cùng chúng sẽ giúp anh theo đuổi mục tiêu thực sự và nhất quán của mình, sự sống sót của loài người. Musk đã luôn muốn tiến vào ngành năng lượng mặt trời, nhưng trước khi tạo ra SpaceX, anh không nghĩ sẽ kiếm được tiền từ nó. Nhưng sau khi cháu anh em nhà Rice đang lên ý tưởng về một dự án mới, Musk gợi ý về mặt trời. Họ dành 2 năm để nghiên cứu ngành năng lượng mặt trời trước khi chốt ý tưởng. Mặc dù các tấm pinh mặt trời đang ngày càng trở nên rẻ hơn, chi phí và công lắp đặt cũng đủ khiến các khách hàng ngán ngẩm. Vì vậy anh em nhà Rice quyết định cung cấp thứ người dùng thật sự muốn. Một công ty sẽ bao thầu toàn bộ quá trình từ lựa chọn tới mua sắm tới lắp đặt. Musk giúp cháu mình lên kế hoạch và trở thành chủ tịch và cổ đông lớn nhất của công ty. 6 năm sau, SolarCity trở thành nhà lắp đặt tấm pin mặt trời lớn nhất tại Mỹ. Kiên trì với mục tiêu biến quá trình lắp đặt trở nên vô cùng dễ dàng, nó mở rộng tập khách hàng từ cá nhân sang các doanh nghiệp như Walmart hay Intel vào năm 2014, thì nó được định giá gần 7 tỷ đô. Các doanh nghiệp của Musk mặc dù đều có dấu ấn riêng, nhưng chúng đều bổ sung chiến lược cho nhau. Tesla làm ra các cục pin mà SolarCity có thể bán thẳng cho người cuối cùng, và SolarCity cung cấp các trạm sạc điện cho Tesla với các tấm pin mặt trời. Cho dù rất đam mê về xe, tấm năng lượng mặt trời và pin, chúng đều chỉ là những dự án phụ. Mục tiêu chính của anh là đảm bảo con người có thể sống bền vững trong hiện tại để con cháu chúng ta có tương lai. Nhìn theo hướng này, tất cả các công việc của anh đều được kết nối bởi một mục tiêu tham vọng. 10. Musk muốn thay đổi ngành hàng không vũ trụ, ô tô và năng lượng mặt trời cùng với Hyperloop và những dự án khác. Musk đã luôn luôn có những kế hoạch vĩ đại, to lớn tới mức mà người thường nghĩ chúng quá hão huyền. Vào tháng 8 năm 2013, ông tiết lộ một trong những dự án mới Hyperloop và cũng như những bước phát triển mới tại Tesla và SpaceX. Hyperloop là một hệ thống giao thông tốc độ cao bên trong đường ống áp suất thấp, giống như những ống được sử dụng để gửi chuyển thư trong văn phòng. Nhưng trong trường hợp này, nó được dùng để vận chuyển người và ô tô. Những ý tưởng tương tự cũng được đề xuất trước đây, nhưng Musk có một ý kiến khác. Thiết kế của ông đang chạy dưới ống chân không, trong khi con nhộng sẽ trôi đi nhờ áp lực không khí tạo ra. Phương tiện phóng đi bởi một xung điện từ và các motor trong ống sẽ tiếp năng lượng cho các con nhộng khi cần. Những cơ chế vận hành bằng pin năng lượng mặt trời có thể giúp các con nhộng chạy 800 dặm một giờ. Với tốc độ đó, bạn có thể đi từ Los Angeles tới San Francisco trong 30 phút. Đối với Tesla, SpaceX, Musk có các kế hoạch khác. Mục tiêu chính của Tesla vào năm 2015 sẽ tung Model X SUV ra thị trường. Sau đó, dự kiến năm 2017 là mẫu Model 3 rất được mong chờ. Chiếc xe này chỉ có giá 35.000 đô thay vì hơn 100.000 đô giá của một mẫu xe Model S thông thường. Năm 2004, Musk cũng công bố kế hoạch xây dựng Gigafactory, cơ sở sản xuất pin lithium-ion lớn nhất thế giới. Nó sẽ giúp tăng sản lượng pin trên thị trường, một phần quan trọng của chiến lược giúp Tesla có thể lái xe đường trường, kể cả khi không có trạm sạc điện. Trong tương lai gần, SpaceX sẽ bắt đầu thử nghiệm khả năng đưa con người lên vũ trụ. SpaceX muốn thực hiện một chuyến bay do con người điều khiển vào năm 2016 và đưa các phi hành gia đến trạm không gian quốc tế cho NASA năm tiếp theo. SpaceX cũng có khả năng chuyển sang ngành xây dựng và bán vệ tinh, một trong những mảng lời nhất trong ngành. Musk cũng đang mơ mộng trở thành người trái đất đầu tiên đặt chân lên sao Hỏa. 11. Thành công của Musk đi liền với đời tư đầy sóng gió.
Thông qua những mẫu tóm tắt này, chúng ta đã chứng kiến Musk không phải là một con người dễ gần. Chính các cuộc hôn nhân của anh cũng là minh chứng cho điều này. Cưới vợ 3 lần, 2 lần cùng một nàng, Musk rất lãng mạn và có trái tim nóng. Tình cảm của anh đối với cô vợ đầu tiên rất thấm thiết. Tuy nhiên, anh không phải lúc nào cũng là một người chồng biết thương vợ. Justin nhớ lại một lần cô đã phải nhắc anh có chút phóng đại rằng cô là người vợ chứ không phải là nhân viên của anh. Musk trả lời cô rằng nếu là cấp dưới thì giờ cô đã bị đổi việc rồi. Theo Justin, Musk ra thối hậu thư cho cô vào tháng 6 năm 2008, hoặc họ phải cố hàn gắn tình cảm vợ chồng vào ngày đó, hoặc anh sẽ đệ đơn ly dị vào sáng hôm sau. Justin muốn đợi một tuần nữa, vì vậy Musk điên tiết và viết đơn ngay hôm sau. Tuy nhiên, Musk đã đau khổ rất nhiều sau khi bỏ vợ, và người bạn Bill của anh cố khiến anh vui bằng một kỳ nghỉ ở London. Ở đó, Musk đã gặp diễn viên 22 tuổi Tallulah Reilly, sau này trở thành vợ hai của anh. Anh ly dị Reilly vào năm 2012 và cho rằng anh mãi yêu cô nhưng hiện giờ thì không còn yêu nữa. Họ tái hôn ngay sau khi thủ tục ly dị hoàn thành. Khi anh thấy mình không thể hẹn hò ai bởi lịch làm việc quá bận rộn, anh tính toán một phụ nữ sẽ đòi hỏi được quan tâm tối thiểu 10 giờ một tuần. Và cuối năm 2014 họ lại chia tay. Rất nhiều người nghĩ rằng Musk là người đàn ông cứng rắn đến ích kỷ và không quan tâm đến ai. Một số người còn nói anh hoàn toàn không có sự đồng cảm. Kể lại lần đuổi việc trợ lý trung thành nhất của anh Mary Beth Brown như một ví dụ. Cống hiến hết mình cho Musk, cô từ lâu đã là sợi dây liên kết duy nhất giữa Musk và những dự án của mình. Tuy nhiên khi cô đòi hỏi được đãi ngộ tương xứng với các giám đốc khác của SpaceX, anh bảo cô hãy tạm nghỉ 2 tuần và làm thay việc của cô để xem đòi hỏi này có hợp lý hay không. Khi cô quay lại, anh trả lời rằng anh không cần cô nữa. Tuy nhiên bất chấp những thất bại đời tư, những người thân cận với Musk vẫn nói rằng anh là người rất đáng yêu và biết quan tâm. Và Reilly nói rằng cho dù có kín lịch, anh luôn về nhà và ăn tối với gia đình và chơi điện tử với các con anh. Tổng kết, thông điệp chính trong quyển sách này là Elon Musk là một kẻ xuất chúng, hoài bão, đam mê và đầy quyết tâm. Anh không bao giờ chấp nhận câu trả lời không. Mối quan tâm sâu sắc của anh dành cho sự tồn vong của loài người đi liền với cái tôi quá lớn và một tính cách khó đoán. Dù cho người khác nghĩ gì về anh thì Elon Musk đã luôn thúc đẩy công nghệ bền vững lên những tầm cao mới, và anh sẽ tiếp tục làm thế như một trong những lãnh đạo, có thể là người tiên phong duy nhất của ngành hàng không vũ trụ, xe hơi và năng lượng mặt trời.